sớm trao cơ hội ra sân cho Văn Hậu, đem vinh quang về cho Việt Nam với tấm huy chương vàng SEA Games quý giá. Đoàn Văn Hậu lập tức trở lại Hà Lan và được câu lạc bộ Hirenvin vinh danh trang trọng trước cuộc đấu huy lường in cuối tuần qua. Dù chưa được ra sân phút nào ở giải vô địch Hà Lan, nhưng Văn Hậu vẫn cố gắng tập luyện chăm chỉ chờ đợi cơ hội đến với mình. Chia sẻ trên sang Fox Sports phiên bản Hà Lan, huấn luyện viên trưởng Hirenvin, Johnny Jansen cho biết, Văn Hậu là của để dành, và ông cùng ban huấn luyện có kế hoạch sử dụng anh trong thời gian tới. Huấn luyện viên Gian sẽ tạo điều kiện để cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội thi đấu ở giai đoạn sau của mùa bóng. Tuy nhiên, bản thân Văn hậu cũng phải chăm chỉ, nỗ lực để nắm bắt thời cơ.